Warframe hay Valorant? Mồm ấy ai? Nặng mà con này nặng phải cấp. Welcome to PUBG nặng cái Mobile. mà bà con là không cần ai. Nặng hơn mà. Bao nhiêu? Pin mẹ cấu hình phải i7. Thôi, còn đây không đến nữa. Còn i5 nhưng mà RAM phải cao. Ngột. Với cả cái chip đó, cái ấy nữa. Tôi bảo thật ông mua tha đầu mua đó đi, hay mà 91.000 con đấy. Vừa rẻ vừa hay. Chơi mẹ Crysis đi. Crysis. We will be taking off soon. Be prepared. Crysis chỉ cái đồ hoa đẹp. Mẹ lại ba cân đồ mà. Ô chơi. Ba cân bốn bình thường. Đấy, có đâu. Yên tâm để đạo cánh tiền. À, nhảy ấy đi, nhảy thành con hành phát căng. Đéo thích. Làm đéo nha, đéo nha. Không thích nhảy rồng này. Ôi trời ơi. Ta đâu ở mô đó. Nhảy mẹ cuối mát vào bóng. Ý, cơn mấy ạ bọn. Bọn mic thế giới nó không đang hô cái đéo gì biết cả tai là gì mic thế giới bọn nào bọn chat đâu này à tôi có để chat kéo chẳng có nghe mấy cái đấy nó trong bọn nhìn có bốn thằng bay trước mặt mình nó lượn kìa lượn sóng kìa đấy này kiểu lượn sóng đấy lượn qua lượn lại rồi ôi rồi bốn thằng rồi té đi có phải lọc thế hạ à nấc tù lên nấc luôn em cái pub mobi đấy không có cái trò nhảy cống lộn vòng giống như pub pc ôi rồi cái khu trước mặt mình có người nhá có người đấy ở phía bên 190 này 190 ô thằng vừa nhảy xuống một thằng là gì và đấm chết thì hộ này vào đây đấy là mình gặp mấy cái này gì cái khu bên cạnh hình như có đấy và đạo lượng này kia chơi đi nó đéo có súng mà ở đây à bên này có thông sơn này ông nào chỗ có súng sang đấy tặng thông sơn bắn bên này có thông sơn đấy ra lấy thông sơn mà bắn con này đừng cầm thuốc ăn nữa đi đã đâu rồi nhầm đi đâu này alo alo đồng màu nghe tôi nói có nghe rõ không ông chạy đi đâu đây chết xoay ảo bây giờ gánh tem cánh khất và gánh tem tí mà chết là ăn đòn ấy gì đấy tiếng gì đấy lật thế nhỉ cất tạ UMP4X ạ có 4X à? Cất vứt đây thôi tôi đang có K98 à. Có cắm thì ngon ngon không? À có cắm thì Holo Red Dog này cho thôi 4X thì thấy nhà okay. Này
Okay, rồi hô. Xong gánh tim ạ. À. Cầm lên đây. Đeo hiệu dưới nhà đấy, không mà lấy. Kìa, holo kìa. Đạo ơi. Làm cái trò gì đây? Này thì gánh tem. Gánh tem. Gánh thả tem đúng không? Đeo hiệu à. Sang trả thù đàn con này. Đi. Không này không trả. Đi, quất. Đâu rồi? Sang thật trả thù quất. Ấn đèn ấn trả. Ở đâu hướng nào nhỉ? Thôi sao tao không nhìn thấy hướng chết rồi. Chết rồi, đâu nữa. Ơ, hướng nào á? Ô, đấy có thằng bắn thính này không à? Con này đấy con thằng bắn thính, con này, đấy con thằng bắn thính. Thằng này, thằng này. Sao không nhìn thấy hướng đạo chết rồi nhỉ? Nó hết nhanh đấy. Bên này có thằng bắn thính này, chạy sang đây đây. Hai bên dưới này luôn. Ô đi 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 mẹ. Vai cứt ra. Sao nó biết mình ở đây nhỉ? Nó ke sẵn tôi luôn ạ. À. Tôi đang ngồi xuống tôi đi rất từ từ để lấy thí. Tôi ngồi xuống tôi đi rất từ từ rồi thế mà xe chó nó vẫn biết ạ. À. Kẹt kẹt kẹt. Phải chập vãi hai thằng. Nó trận của anh đấy là gánh tèm đấy đeo cái hiệu MPP nạt phải kịp quái sao thằng ấy nó biết tôi nhỉ nạn thật nó ngồi nó kê sẵn rồi nó phải biết là cây lành lạnh đấy đi. Nè nè. Úi, chết mẹ ấn nhầm. Có gì vậy? Nè đi đảo à. Má lại tên là cái gì? Map Weekend đi. Weekend đi. Welcome to PUBG Mobile. We will be taking off soon. Be prepared. Này, con lâu ông thích nhảy lâu nhỉ? Nhảy mấy giữa biển luôn. Ra nhảy. Đi, đi giữa. Tôi muốn nhảy thử sang bên này, nhưng không có cái gì bên này. Bây giờ nếu mà cái đường bay bay qua gần gần đây nhảy mẹ sang bên đấy xem có gì.
Nó chạy này tôi ngủ nhá. Ngoài thức thì 2 giờ thôi. Sáng dậy đi làm muộn. Vãi cứt. Đi. Tôi M4 này, tôi vứt cho ông AK này. Ông AK không? Còn AK hay M4? Ê, thôi, cái gì đấy? Còn ai đấy? Ô, có thằng à? Có người nhá. Có. Cẩn thận nhá. Nó đâu đây? Hướng này, hướng 30 người. Mẹ ăn nó đi. Giờ ông gánh tím. Đang không có súng rồi gánh. Phải có súng đã. Súng đây nè. Có một cái súng gì. Năm ba cái thằng chắc ốm. Bắn mầm mầm mà không thấy ai nhỉ? Con này cẩn thận đấy nhá. Xuống đây có người đấy. Medkit. Vẫn chưa thấy bọn nó đâu nhỉ? Đạo mang đâu đấy, cẩn thận đấy, có người có đoạn đoạn đấy đấy, nó bắn ở đoạn này, có khi bây giờ nó ở đoạn đoạn đấy rồi. Chỗ ôm đạo ấy à, chỗ đối diện chỗ ôm đạo. Cái gì đấy? Đặt cho mình ạ. Bốn đích này. Chân mới chạy bò đi. Bò này lâu vào, bò trong bò cái này chậm mà, bò mát là chậm mà. Ô tô đi xe chạy rồi. Có thằng đi xe. Thằng ở bên dưới này nhá, còn nữa không biết,
Bạo quá. Ở bên dưới có người đấy. Ui đéo, nó bắn từ phía này. Cẩn thận đấy. Ô kìa. Thế đâu chết rồi, cái thằng siêu nhân na. Mày chạy, mày tù người ta con mày chạy à? Ở đâu cái kiểu, ở đâu? Cái AK bắn yếu ấy nhở? AK đéo đang biến ấy. Có một thằng nữa nhá. Ca đam như là hạt chứ. Ui té vào đây đi mấy ông ơi. Anh lấy xấu ít không? Không. Cứ cầm đi. Có con ít rồi. Thôi chạy bo đi mấy ông ơi. Chạy bo đi. Di chuyển đi. Nguy hiểm quá. Chưa khi em phải có đúng 40 viên đạn xanh. Có súng thính này, đi. Tôi có súng thính này. Sao người này? Ờ, xác tôi vừa bắn mà. Tôi có súng thính này, mấy ông ơi chạy vào bắn đi. À, ít nhận cái gì. Nguyên điện đạn. Có nòng làm được đâu? Đúng. Không để ý. Thôi té đi. Có thức chết rồi. À mũ 3 thằng kia, à mũ 2 thằng kia tạo nhỉ. Giờ mình đang đang ra một tạ khổ vãi. Chạy bò đi. Nhớ tìm xe nữa. Ờ, giờ tôi nhìn thấy cái xe máy đằng kia. À đéo phải. À đúng rồi. Đúng không nhỉ? Đúng rồi, cái theo thiệt tuyết là ngày rồi. Thôi quân ơi chạy bộ nhá. Tôi đạo tìm cái xe thiệt tuyết rồi. Đạo lên xe, đạo ơi. Lốt cái gì? Nhanh lên. Nhanh lên đạn xanh cái này, đạn xanh sau lưng ông rồi này. Đạn xanh đấy rồi. Nhanh lên xe, bố vào. Nhanh nào. Lên xe. Bố ơi, đừng vào, bố ơi. Tao không muốn phí máu. Quân ơi, cố gắng chạy bộ nhá.
Mày cái xe kia trước đi kêu to thật đấy. Ô, có thằng cái thằng phía trước, có thằng phía trước cái nào ấy. Có súng không? Bắn được, đâm nó đi. Ok. Chơi game gì vậy? Rút nhanh nữa anh. Vẫn đang đi bắn tóc thôi. Chưa nghỉ ha? Chưa. Mình nghỉ rồi thì ông quân ông bảo bắn. Lên xe. Ủa nó bắn. Chạy. Chạy đi. Chạy đi chơi. Chạy đi mấy ông ơi. Bỏ xa lắm. À đâu, bỏ gần mà. Bỏ không xa lắm. Chạy bó kia một nó đây. Không à. Có thằng chạy từ ngoài bó vào kìa. Biết rồi, chạy bó kia một nó. Nghe ông nào đi ngủ. Tí tôi đi ngủ ra, tôi bắn nốt cái này tôi đi ngủ rồi. Trời, đạo nó chuẩn bị chết rồi. Đạo ơi. Đâm ba cái thằng. Nó bắn đâu rồi? Bó. Chết rồi. Chết rồi, chết. Vẫn còn thằng nữa. Đâu ấy? Đâu vậy? Tảng đá bên kia. Một hai năm á. Dầm ba cái thằng chạy bó. À 110 à? Đi. À bên này. Vãi cứt lại mình bắn một lần chúng ạ. Nó một rồi. Được. Rồi chết rồi. Còn thằng nữa không biết ở đâu. À. Nghiêng đầu này. Công lên đây. Tốc 2 rồi. Ơ, còn thằng nữa kìa, nó đang chạy đang cứu kìa. Rồi. Ủa sao bọn nó lốc nắm đấy, bọn này nó tìm nó có bao nhiêu đứa vậy? Có đi bò vào kìa. Bắn thằng đéo nào ông lốc ạ. Lốc ít máu á. Ơ, cái thằng tôi lốc nó ở đâu nhỉ? Ủa, bỏ tít xuống dưới này ạ, mẹ bọn chó. Bỏ xa thế. Ai bảo không lấy xe mà đi. Rồi té nhanh ngay. Bộ này cũng không xa lắm đâu, chạy bộ được. Ơi, lấy Paladin. Ơi. Cái gì? Tôi vẫn cầm khẩu flare gun này mà tôi chưa được bắn này. Chưa chạy vào mod để mà bắn á. Không hiểu. Bắn Paladin với ông không? Paladin á? Lười lắm. Lười gì? Paladin lười. Em là đến vị gì mà? Yeah.
Mẹ không có bán nào cả, đúng không vậy? Bán gì? Thế có 3x, 2x này, ông nào lấy không? 2x, 3x này, ai lấy không? 2x, 3x này. Ông nào cần không? Ơ, không ai cả. Nước này, ông nào cần nước không ạ? Đảo này, nước này. Tôi dùng nước cắm này. Có luôn. Này. Giờ tôi chỉ cần cái bắn súng thôi. Bắn nha. Hướng nào nhỉ? Bắn hướng nào đéo mà nào bắn. Hướng 100. Đẹp đấy. Đứng giữa đường thế, ông bắn không, ông bắn nhau toàn đứng giữa đường ạ. À. Quên bắn thính không? Hả? Tôi bắn thính nhá. Thế tôi. Giật cơ mình. Bắn thính nhá. Cái mẹ giờ để làm gì đâu. Cái mẹ bắn mẹ. Trước khi chẳng may có chết thì còn không bắn. Đã bị mang danh buôn thủ. Chết không bắn là cậu thường thính. Vào trong nhà thủ đi mấy ông ạ. Vào trong bắn nhà đi. Thủ đợi. Bắn rồi, bắn rồi, bắn rồi. Vào nhà thủ đợi thính. Hy vọng có đủ bộ đồ. Đừng ra vội, từ từ. Không còn ai không đã. Ơ? Mày bay đâu? Mày bay lâu thế mày. Ơ, mày bay. Ủa, tao mấy cái lấy không. Mày ơi, cho mấy cái. Mày bay thả thính ở đâu ấy? Ủa, cẩn thận. Trên đồi nhá. Trên đồi hướng 65. Này. À, cầm 8x mà bắn 150. Đây. Cái kẻ bắn 8x hơi khó. Thôi. Cái thực sự đéo. Thằng bắn thôi. Hướng 140 trên đồi à. Cẩn thận, đừng đi ra. Không ở đâu đây? Không ở đâu đây? Ôi dồi ôi, ông ra ông ăn thính nha. Đi về chỗ ông có một thằng kia. Cái gì? What? Đâu vậy? Nó bắn đâu nhỉ? Tứ phương là địch rồi. Bắn bốn hướng ạ. Ăn máu nhanh lên nào, ăn máu nhanh lên nào. Bó bao rồi. Ông muốn ra ông ăn thính thôi mà ông muốn im xin thiết. Khốn nạn vãi ạ. Đấy thì chưa, nó cạnh ông mà bảo cạnh ông. Nó đang chạy bom kìa. Sao có bom sao? Không có bom. Đi, khó quá. Đằng sau nữa, từ phía. Nếu không hiểu đúng bắn cái thính ở đây, đánh từ phía bỏ thính. Người khắp nơi nó ập đến, nếu không hiểu. Rồi, gì đây? Tôi có con gì đây? Tất cả tại đạo. Là lúc thấy nghe im thêm thiếp, không nói câu nào. Sợ người ta dám tranh chết lẻ. Cái gì? Ông mẹ đang nằm ở đấy. Thôi đi. Khổ mãi. Cầm nói nhiều, không bằng cái. Rồi gì đấy? Mai chơi tiếp. Mai. Ông đang chơi Paladin với ông ấy đi. Tôi nghỉ đây.